Tảng sáng ngày 12 tháng 4, quây quần bên ly cà phê giã chiến, tôi hỏi đùa anh Năm. Sao anh không thay bộ đồ huyết đỏ này đi? Anh nói cho tôi mà. Tụi mày chỉ vớ va vớ vẩn, nói dai như đỉa. Hãy, mày hỏi thằng Hùng Mập coi nó có động tĩnh gì không. Nói nó bung ra lục soát tìm một cái chảng trống để tản thương cho mấy thằng rách áo. Mễ, mày cho thằng Móm bung ra thật xa đi về phía đông tìm cái landing zone khác đi. Tao về thay bộ đồ, nói không lại tụi mày, cứ coi ba cái sách bói tướng rồi nói nhảm. Nhớ dặn từ nhỏ lấy súng đạn của địch mà xài. Tình hình này hy vọng tiếp tế tản thương coi bộ gây go lắm. Để thương binh như thế này tao chịu không nổi. Tao về hầm viết lá thư, khi nào có trực thăng thì gửi, nhớ kêu tao nếu có gì lạ. Anh nói xong, hơi chồm về phía trước đi về hầm. Liệu nhìn theo đánh một câu, tướng hơi lộ xì. Đi mà chồm người về phía trước là tướng ít gặp may, tướng vất vả. Lại tới phía nông, bụng to chứ để cô nhắc chắc là hậu vận khác. Dĩ nhiên, đệ nhất ẩm sĩ họ Tô có bao giờ thiếu VSOP đâu. Vừa nói xong thì nhiều tiếng rít qua đầu và nhiều tiếng nổ liên tiếp. Địch bắt đầu pháo đón chào một ngày mới. Lại hỏa tiện, lại 130 nổ chậm. Tôi chép miệng, nép mình trong giao thông hào để mặc cho số phận. Mễ chụp máy hỏi các đại đội, tất cả báo cáo đều bị pháo. Mễ lẩm bẩm, kỳ này nó nhất định dứt điểm mình. Một quả rơi cạnh tôi và Mễ vài thước. Mễ bị hất văng ra xa tôi. Tôi nhào lên vừa đúng lúc Mễ lăn mình trở lại. May mắn, quả đạn rơi vào giao thông hào bên cạnh nên Mễ chỉ bị thương nhẹ, máu lấm tấm đầy người. Tôi bíp liệu khám qua cho Mễ và nói, sao xây sát chú định có đánh được thằng VSOP? Tôi kêu máy gọi anh Năm nhưng không có tiếng trả lời. Tôi vội chạy lại hầm trú ẩn của anh và Đất Phi. Tôi muốn ngộp thở đứng tim khi thấy hầm anh Năm trúng đạn. Mấy thân cây lớn đặt ngang hầm sụp đổ hoàn toàn. Ngay lúc đó Đất Phi chui ra khỏi hầm, đầu ngực đầy máu. Mẹ, Liệu, tôi cùng Long và chú đệ tử của anh vội moi đất kéo anh Năm ra khỏi hầm, mặc cho pháo vẫn rơi đều trên căn cứ. Chúng tôi mang anh ra khỏi hầm, đặt ngay dưới giao thông hào. Thân thể anh còn nóng, tôi bịt chặt vết thương cho anh, máu ấm chảy qua kẽ ngón tay. Liệu cúi xuống coi kỹ lại vết thương rồi ngẩng lên nhìn chúng tôi lắc đầu. Anh đã đi. Thi thể thân thiết đó sẽ lạnh dần, đời sống đã ngưng lại, những giọt máu hồng vẫn nhỏ giọt thấm vào lòng đất, bộ áo hoa dù ăng lê bê bết máu, mùi thuốc súng và mùi da thịt thoảng trên không. Tai tôi ù đi như không còn nghe tiếng bom, tiếng đạn, mắt tôi nhòa đi và thấy anh mới lúc trước đây hơi chồm về phía trước, đá tung cục sỏi, đi nhanh về hầm. Tôi lẩm bẩm một mình, đã nói rồi mà anh Năm, bộ đồ đó xui lắm, sao anh không thay từ trước, biết đâu nếu không mặc nó anh chả được bình an. Hôm ở hậu cứ Long Bình, anh đã nói với tôi rằng năm nay là năm xui của anh. Anh nói anh sẽ cẩn thận, nhưng anh cẩn thận thế nào, anh chống chọi làm sao với một cái lệnh hành quân quái ác từ thủ sang đi và một định mệnh tàn khốc đã dành sẵn cho anh. Ngày khánh thành câu lạc bộ đội mũ đỏ trong doanh trại tiểu đoàn, anh bê về bức tượng mẹ bồng con của anh Thịnh và anh Huấn ở bảo diều hâu biếu anh. Bức tượng ám ảnh tôi hoài, đẹp thì có đẹp, nhưng sao lại giống ngàn chinh phụ bế con và trò vòng hoa đại trắng. Tôi biết anh không vui từ lúc lãnh nhiệm vụ trấn thủ sạc đi, với bao lần vào sinh ra tử. Anh biết sớm muộn gì cũng gặp tai ương, phải đóng quân tại một đỉnh đồi quá vài ngày. Song kiếm trấn ải 11 dù đã san bằng đam be, đánh tung A sau, A lưới, nhưng cũng không thể đánh bật cả rừng phòng không và hai trung đoàn địch đang vây hãm Sạc Ly.
với một tiểu đoàn dù vài trăm binh sĩ. Anh biết và chúng tôi cũng biết, nhưng thượng cấp nào có biết cho anh. Lấy bông và cồn lau cho anh, gói ghém anh, tôi thẫn thờ chào anh lần cuối. Tôi nhớ tiếng gọi thân quen, mày, tao, đơn sơ mộc mạc, nhưng nồng ấm tình người mà anh thường hay nói với tụi tôi. Tao khóa 14, tụi mày cùi 18, 19, 22, tao coi như em út trong nhà, nên mày tao với tụi mày cho thân mật. Thường mỗi lần anh nói như thế thì tôi bíp liệu hỏi ngay, còn quân y thì sao? Thì cũng thế thôi, năm nào ông chẳng khăn gói lên học quân sự trên Đà Lạt, Thái Phiên, Chi Lăng. Ông đi mòn mấy đôi giày thì rõ ràng là ông cũng là dân võ bị. Năm đó đi anh năm, Sạc Ly sẽ mãi mãi là tên anh. Nơi rừng núi Tây Nguyên anh sẽ đến và đi, tôi sẽ nhớ mãi cả đời Sạc Ly Hoan Nghiệp. Anh Năm mất đi, Mễ lên thay anh. Tôi thay Mễ làm những chuyện Mễ vẫn làm. Trách nhiệm đơn vị đang đè nặng trên vai Mễ. Đã quá trưa, địch vẫn pháo, căn cứ bị đào xới, cây cối đổ gãy ngổn ngang. Lính chết và bị thương càng lúc càng cao, tử thương gần 30 và bị thương nặng nhẹ trên 100. Sạc Ly vẫn mờ bom đạn. Tôi cũng chẳng biết bao nhiêu đạn đã nổ trên Sạc Ly và trên bộ chỉ huy tiểu đoàn, mà chỉ biết lòng đang đầy rẫy những muộn phiền căng thẳng. Pháo răng răng bao phủ khung trời, ngày nào cũng ăn pháo từ sáng đến chiều thì chắc ít nhất cũng vài ngàn. Pháo đã ngưng thì địch lại tấn công. Từ đồi cao nhìn xuống Sạc Ly, những bộ kaki vàng dắt lá cây, hàng hàng lớp lớp xung phong. Giọng thinh chắc lịch vang lên trong máy điều động, đại đội chống giả, pháo binh không quân yểm trợ rất hữu hiệu, đã mấy lần địch khựng lại rồi lại tấn công. Mễ điều động mấy tổ đại liên và đại bác 90 của họ kéo xuống từ lưng đồi phát xạ vào ngang hông địch. Tôi hướng dẫn và chỉ điểm cho L-19 hướng tấn công của địch, khu trục tác xạ quanh mục tiêu. Tôi nhìn rất rõ từng chiếc nón bay của bạn bè khi phi cơ chúi xuống chút bom napalm trên đầu địch. Cả một biển lửa bùng lên quanh Sạc Ly, lửa hùng hực thiêu đốt rừng người, lửa nhân gian cuồng bạo. Bắc quân la hét lăn lộn trong biển lửa, lửa từ lưng trời trục xuống, lửa từ chân núi cháy lên, chỗ nào cũng lửa và lửa. Không địch tác xạ như đan lưới, hai khu trục trúng đạn, một nổ cháy như cây đuốc trên không, còn chiếc lại với làn khói trắng sau đuôi chập choạng bay về hướng Tân Cảnh. Tôi hét lên trong máy không lực và biết Kỳ bị bắn rơi, còn Long bị bắn ngay đuôi, sống chết chưa biết ra sao. Không gian, tổ quốc, bầu trời, vì nhiệm vụ, vì bạn bè mà đại bàng gãy cánh. Vĩnh biệt thần phong can đảm tài ba mà tôi mới gặp mấy tuần trước tại Pleiku. Sau nửa ngày thiêu đốt Sạc Ly, từng thảm chi ô thi hỏa đập pháo binh bắn cận phòng với đầu nổ trục. Địch bắt đầu tháo chạy. Chi ô thi là lối tác xạ của nhiều pháo đội pháo binh từ nhiều hướng khác nhau, cùng bắn tập trung rất nhiều đạn vào cùng một mục tiêu.
tiếng súng thưa dần, xác địch cháy cứng sườn đồi, mùi da thịt cháy, mùi thuốc súng làm tôi lợm giọng muốn ói. Đánh bao nhiêu trận, đụng địch bao nhiêu lần, nhưng thật tình tôi chưa bao giờ thấy địa ngục rực lửa thiêu đốt con người như hôm nay. Anh Năm, tôi vẫn làm nhiệm vụ hàng ngày để báo cáo với anh là tụi nhỏ đã làm theo lời anh, đã chiến đấu như bầy sư tử dữ, đánh đẹp như ngày nào anh vào đám bè, thiện ngôn trại bí, song kiếm chấn hải, biệt danh của tiểu đoàn 11 nhảy dù do anh bảo đã làm những gì anh muốn, với trên 400 xác địch quân cháy la liệt quanh Charlie và cả trăm vũ khí bỏ lại chiến trường. Một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý, một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Hoàng hôn trên sạc ly vẫn đẹp, tôi vẫn tựa giao thông hào nhìn những đám mây răng mắc với hàng ngàn hình thể khác nhau. Mây trời như biển động dậy sóng theo gió đổi hình và theo nắng chiều đổi thay màu sắc. Có lúc ánh vàng rực rỡ, có lúc rực đỏ như máu lửa sắc ly, lại có lúc như ngàn vạn tinh binh cờ xí dập trời bao vây thành quách. Sao hiệp sĩ vẫn rực sáng trên trời, chùm sao thơ ấu của anh, chùm sao trong dải ngân hà mà anh vừa theo đó về quê tìm lại tuổi thơ nơi miền quê đất Bắc. Anh về tận Hà Đông, nơi anh cất tiếng khóc chào đời, nơi êm đềm chỉ có diều bay theo gió và không có chiến tranh. Tôi chỉ nhắc lại những gì anh mơ ước trong những chiều cấm trại, bó gối ngồi ở lưng đồi trên hậu cứ Long Bình, lơ đãng nhìn xuống dòng sông Đồng Nai mênh mông uốn khúc quanh các lò gạch, nhà khói dưới chân làng Cao Thái gần Tân Mai Tam Hiệp, và xa xa pho tượng Tiết Thương súng để ngang đùi như đang thương tiếc những người lính trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Hùng Mập và Thinh hỏi tôi sao vắng tiếng anh. Tôi nói anh còn đang say ngủ. Số thương vong lên cao, quanh sạc đi đầy xác địch. Mễ nói Thinh để lại mấy toán tiền đồn nhỏ, gài tối đa phục kích tự động rồi rút về tăng cường phòng thủ bộ chỉ huy. Tôi trằn trọc cả đêm, vừa chợp mắt thì trời đã sáng. Tôi nghe Liệu nói với mẹ: hôm nay là ngày 13, con số không lành, thế nào chúng cũng pháo vào tấn công mình nữa. Tôi lo cho thương binh quá, nếu không có thuốc và di tản kịp chắc sẽ không ai qua khỏi. Mê Linh, đưa cho tôi cây M16 hay M79 cho được việc, tôi hết thuốc men rồi. Không quân và trực thăng võ trang bắn phá để trực thăng tản thương cố gắng vào vùng, nhưng tất cả đều vô hiệu. Một trúng đạn ở phía bắc Giang Kỳ, một nổ tung gần Charlie và một chập choạng bay khỏi vùng với làn khói trắng quyện mù. Thế là hết, hy vọng tan theo mây khói. Mễ ra lệnh cho Hùng 113 lục soát kiếm bãi đáp phía bắc Charlie. Hùng báo cáo đụng địch khi kiếm ra bãi đáp. Hình như địch đã bố trí tại tất cả những trạng trống chung quanh Charlie để ngăn chặn tiếp tế hoặc đồ quân tiếp viện. Thinh dẫn đại đội 111 bung về hướng đông, giao tranh dữ dội khi Thinh ra khỏi căn cứ hơn nửa cây số. Chiều hôm đó, Trung úy Thinh, đại đội trưởng đại đội 111, hy sinh trong trận đánh tàn khốc đầy máu lửa. Địch bố trí phòng không 12 ly bắn và đại bác trực xạ kèm theo hàng hàng lớp lớp binh lính tấn công. Trung sĩ Lung, tay tổ trưởng nổi tiếng tháo vát lì lợm của tiểu đoàn, chưa bao giờ thất bại trước bất kỳ nhiệm vụ giao phó nào, cũng vừa gục ngã. Chuẩn úy Khánh, sĩ quan điện sát pháo binh độc nhất không bị thương, đã chiến đấu cực kỳ dũng mãnh để mang xác Thinh và đồng đội về căn cứ. Thank you.
Xế chiều ngày 13, địch tấn công sau khi đã mua pháo để sẵn đi từ lúc trưa. Hơn tuần lễ nay, hầu như ngày nào cũng vài tiếng đồng hồ ăn pháo, cây cối đổ ngổn ngang. Binh sĩ móc thêm hàm ếch thật sâu trong các giao thông hào, chỉ còn đường tơ kẽ tóc để sống còn, nên hệ thống trú ẩn đã được đào xới rất công phu. Bây giờ thì đi không được mà ở cũng không xong, giao chân tiếp diễn suốt đêm. Nhờ quen thuộc địa thế, quen từng nhà rẽ đường hầm, nhiều khu giao thông hào địch đã xâm nhập, nhưng cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt vì chúng không quen hệ thống địa đạo của ta. Hỏa châu bập bùng soi sáng núi đồi. Trời sáng dần, ta và địch vẫn quần thảo đẫm máu, bám sát lấy nhau. Đã có lúc tôi, Mễ, Đấp Phi và Tu Bíp Liệu chiến đấu như những khinh binh khi được đánh vào tới sát bộ chỉ huy. Đại đội 113 dù bị cầm chân nên không thể về tăng cường cho căn cứ. Tôi đề nghị với Mễ cứ để 113 ở ngoài làm chuẩn bị cuối cùng và cũng đề nghị bỏ sạc đi vì thương vong quá cao. Đạn dược còn rất ít. Mễ nhìn hàng loạt bông xô bó xác anh Năm và các sĩ quan, binh sĩ tử thương và các thương binh rên xiết nằm chật giao thông hào. Có cái đớn đau dằn vặt nào hơn khi thế cùng lực kiệt, không tiếp tế, không tàn thương, không lương thực thuốc men, mà vẫn phải đương đầu với hàng hàng lớp lớp địch quân, để rồi lần lượt gục ngã vì kiệt sức. Mễ, tôi, Đấp Phi lấy quyết định cuối cùng bỏ sạc ly vào lúc xế chiều. Sau khi Đấp Phi xin được mấy phi vụ B-52 thả xuống phía nam và phía đông căn cứ để tiểu đoàn di tản, đợt bom lửa cuối cùng thả ngay trên tuyến phòng thủ đại đội 114 của Trung úy Cho đã đánh bật địch quân ra khỏi phòng tuyến phòng thủ. Chiến trường tạm lắng dịu, chỉ còn tiếng pháo binh tác xạ yểm trợ và những điểm nghi ngờ địch quân tập trung dưới chân đồi. Chúng tôi biết chắc địch đang điều động mở một đợt tấn công khác. Tôi thẫn thờ, buồn bã, châm điếu thuốc cho chú đệ tử bị thương. Thầy trò chia ngọt sẻ bùi với nhau từng miếng ăn giấc ngủ trong mấy năm liền. Qua ánh mắt như chờ đợi, như ước mong khi tôi dìu chú về hầm của tôi. Vết thương ở vai khá nặng, máu ra nhiều. Tôi nhắc chú cố gắng đi sát tôi, tới đâu hay tới đó. Chú mỉm cười bóp chặt tay tôi, giọt nước mắt nóng rớt trên mu bàn tay. Chiều nay di tản, thương binh nhẹ thì đi theo, còn thương binh nặng thì sao? Không còn một phép nhiệm màu nào đến với chúng tôi. Tôi báo cho bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù biết rằng chúng tôi sẽ phải di tản vì 2/3 quân số thương vong, lương thực, thuốc men đã hết từ 2 hôm trước. Vĩnh biệt anh Năm và các chiến hữu. Thôi thì biết làm sao?
đời lính chiến nay ở mai đi, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có mấy ai đi mà trở về trong buổi loạn ly. Tôi và Hùng Móm lấy hướng 800, dẫn đầu đoàn quân ào ra khỏi Sắc Ly khi những tia nắng chiều cuối cùng vừa khuất sau dãy núi phía tây, trong khi pháo binh bắn chặn phía sau và bên hông để ngăn địch truy kích. Nhờ mấy phi vụ đánh bom hồi chiều và ba toán tiền đồn nằm sẵn từ buổi trưa, đoàn quân ào đi không gặp kháng cự. Xuống khỏi chân đồi chừng 400 thước thì B-52 giải từng thảm bom ở phía nam và phía đông nam căn cứ. Chúng tôi cố tránh thả bom ngay đỉnh đồi vì nghĩ rằng biết đâu những thương binh nặng còn chưa theo kịp và thân xác anh Năm cùng bao đồng đội tử thương còn nằm tại đó. Bom rít qua đầu, cơn địa chấn bom và sức ép làm cả đơn vị lăn lộn bên sườn núi. Tất cả đều kiệt lực, mễ nằm gục vì vết thương hôm qua. Mồm tôi ứa máu vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Đớp Phi cũng chẳng hơn gì, còn Tú Bíp Liệu gục xuống bên gốc cây bất động. Thái, coi hướng cho đúng và hỏi coi thằng Ba tới đâu rồi. Với bản năng sinh tồn, chúng tôi lại vùng lên lao về điểm hẹn. Đêm tối đen, lính nắm vai áo nhau mà đi, kẻ mạnh dìu kéo thương binh, tựa lưng vào cây rừng để lấy thêm sức tiến qua cây khác. Kim địa bàn linh tinh dao động, hướng 800, hướng của sự sống và hy vọng. Hỏa châu vẫn bập bùng soi sáng trong đêm. Khều, ông nghĩ mình thoát không? Nó mà phục kích là kể như chết chắc. Còn chừng một cây số nữa thì tới nơi. Tao đã liên lạc được với Hùng Mập rồi. Hắn sắp tới, đừng nói nhảm cái việc lép xép xui bỏ hẹn. Điểm hẹn Mễ và tôi chọn là một trảng trống ngay cạnh bờ sông Poco để đơn vị lấy nước và di tản thương binh. Trảng trống trong khu rừng lau là điểm hy vọng, điểm mong đợi cuối cùng của những người lính dù sau 7 ngày đêm quần thảo với hai trung đoàn địch, kèm theo những trận mưa pháo đẫm máu trên hỏa ngục Sạc Ly. Trời sáng dần nhưng vẫn chưa bắt tay được với đại đội 113, cho Hùng Móm đang giải quân sát bìa rừng và tung các toán tiền đồn ra xa. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi và Mễ, vì lữ đoàn cho biết chưa có trực thăng và ra lệnh cố gắng chiến đấu để về Tân Cảnh. Chiến đấu trong thế cùng lực kiệt với quân số 167 người, kể cả thương binh đang kiệt sức vì đói khát đã 3 ngày. Nhưng nhảy dù là cố gắng, nên chúng tôi lại vùng lên. Tôi không buồn trả lời, đưa mắt nhìn Đấp Phi. Viên thiếu tá lực lượng đặc biệt đã sống với chúng tôi như anh em, chia nhau từng bát cơm hộp cá. Vết thương rỉ máu trên đầu, trên lưng, nhưng Đấp Phi vẫn cứng như một thỏi thép với cây XM-18 và chiếc máy truyền tin đặc biệt của toán lực lượng đặc biệt khi nhảy xâm nhập. Chúng tôi sẽ có máy bay Mỹ trong vài phút. Tôi khoan khoái ngả lưng nhìn trời xanh qua khe lá, nhưng chưa hút tàn điếu thuốc thì có tiếng súng nổ của các tiểu đội. Hùng Móm bảo tất cả đều chạm đỉnh. Pháo 82, B-40, B-41 và AK nổ vang một góc rừng. Địch ào tới tấn công thì đoàn 11 người dù vùng lên chống trả. Đúng là kẻ đến không mong, giặc phương Bắc ào vào vị trí đóng quân, chúng tôi vừa bắn vừa rút vào khu rừng lau cao quá đầu người. Đơn vị tan thành từng mảnh nhỏ, từng toán chiến đấu đơn độc, tiếng chửi thề và tiếng la hét của ta vừa được vang khắp cả một khu rừng lau và các sườn đồi kế cận. Chỗ nào cũng có súng nổ, địch gọi tên Mễ và tên tôi ra đầu hàng. Chắc chúng đã tra khảo thương binh để lấy tin tức.
Ngay lúc đó, Duffy vừa liên lạc được với hai chiếc trực thăng võ trang, một chở quân và một quan sát. Nhờ địa thế chống trả của khu rừng lau nên Cốc Ba thấy rất rõ đâu là địch, đâu là bạn. Toán còn 36 người nên di tản làm 5 lần vì chỉ có một trực thăng chở quân. Với hỏa lực khủng khiếp và chính xác của Cốc Ra, địch khựng lại trực thăng đáp xuống rừng lau. Liệu ông lên trước đi, chân ông bị thương, ông không chạy nổi đâu. Tôi không đi, tôi ở lại với các ông. Đi đi, chân cẳng như thế mà ở lại, ông nào bỏ mẹ tôi cõng ông không nổi đâu. Vừa nói, tôi vừa lùa Liệu lên trực thăng với 6 người lính khác. Máy bay vút đi, trong ánh mắt Liệu có một chút gì ương vấn xót xa. Và địch lại ào về phía chúng tôi, cả toán vừa chạy vừa nổ súng chống trả. Nhờ hỏa lực tiến trợ hùng hậu của Cốc Ra, thêm 3 đợt bốc quân an toàn. Toán còn lại cuối cùng là Mẹ, Đất Phi, tôi và Trung úy Long bị địch đuổi bắt tới cùng. Trong mấy chuyến trực thăng di tản vừa qua, phi công Mỹ muốn bốc Duffy đầu tiên, nhưng Duffy nhìn tụi tôi và nói: "Tôi không bỏ các anh, những chiến hữu đúng nghĩa nhất mà tôi chưa hề gặp trong cả đời chinh chiến. Tôi biết rõ, nếu tôi đi đợt đầu thì chắc khó hy vọng có máy bay trở lại bốc nốt các anh." Ngay lúc đó, cặp Cốc Ra trực thăng võ trang mới vào vùng. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi di tản lần cuối cùng. Trực thăng vừa đáp, tôi lên sau cùng. Máy bay vừa lên cao vài thước thì một đoạn AK nổ lên tàu. Tôi trúng đạn ở trên khoảng và rớt từ trực thăng xuống đất. Tôi hét lên và chỉ kịp nhìn đuôi trực thăng vút lên. Trời xanh mây trắng ngang tầm mắt. Tôi đứng lên nhưng té xuống ngay vì đạn bắn trúng vào bàn chân và ống chân bên phải. Tôi tự nghĩ chắc sẽ chết vì vết thương da hết máu. Vì đói, vì khát, vì kiệt sức, cho dù địch không bắt được tôi, khẩu súng Colt và cây M16 còn vài băng đạn. Tôi chợt nghĩ đến hồi tháng 6 năm 1965, một lần đồng xoài tan nát, tôi đã mất Dũng, thằng bạn thân cùng khóa. Tôi đã thấy tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó và mấy trăm chiến hữu gục ngã trong trận đánh kinh hãi hồi tôi mới ra trường võ bị. Lần đó, với vết thương bể mặt nát tay, tôi vẫn về được sau 5 ngày lê lết đói khát trong rừng với vết thương đã làm độc. Giờ là tháng 4 năm 1972, Charlie rực lửa. Tôi đã mất anh Năm và bao nhiêu chiến hữu còn nằm lại Charlie. Tôi ước tính từ đây về Tân Cảnh chỉ còn 5 cây số, nhưng là 5 cây số đồi cao vực thẳm, 5 cây số đường rừng và lại đang bị thương ở chân thì làm sao tôi đi được? Có thể tôi sẽ gục chết ở một xó rừng hay một khe suối nào đó và bầy kiến sẽ kéo nhau rút vào thân thể, thịt xương sẽ rữa nát hình hài. Hình ảnh thân yêu vợ con, cha mẹ chập chờn trong trí óc, thằng bé mới sinh chỉ gặp mặt đôi lần. Còn phép lạ nào mà đến với tôi, sau 7 ngày chiến đấu, quên ăn, quên ngủ, sao giờ này tôi lại trúng đạn từ trực thăng rớt xuống, chỉ chậm một giây nữa là tôi sẽ bay về vùng trời êm ấm. Tiếng trực thăng trên đầu làm tôi vụt đứng lên bằng bàn chân trái. Tôi giơ cao tay, miệng hét lớn và không thể tin. Mồm tôi há to, mắt mở lớn nhìn trực thăng xà xuống bãi cỏ. Duffy giơ hai tay nắm chặt dây đạn, còn một tay rồi kéo mạnh tôi lên. Máy bay vút lên với một loạt đạn bắn trúng thân tàu. Chiếc trực thăng nghiêng một bên rồi bay thẳng. Máu phun có vòi từ anh xã, đại biên người Mỹ, làm ướt mặt tôi và Duffy. Mẹ kéo tôi vào giữa thân tàu, khi nửa người và hai chân còn đong đưa ngoài không khí. Duffy chồm tới bịt chặt vết thương trên ngực anh sợ đại điên. Nằm trên sàn tàu, tôi không thể tưởng và không thể tin là tôi còn sống trước tình chiến hữu cao cả của người lính ở hai đất nước khác nhau. Duffy ôm lấy tôi, có một chút nghẹn ngào trong khóe mắt. Vì vết thương quá nặng, anh xạ thủ đại điên Mỹ đã qua đời. Anh phi công phụ đang gục đầu bên cửa máy bay với vết thương ở tay. Khi về đến trạm cứu thương, tôi mới biết anh xạ thủ đại liên Mỹ đã hết nhiệm kỳ. Ngày mai anh sẽ về Mỹ. Giữa lúc anh đang có mặt trên trực thăng để về căn cứ thì vô tình chiếc máy bay nhận được lệnh vào bốc tụi tôi.
định mệnh thật chết chiêu. Tảng sáng hôm sau 15 tháng 4, thành dâu bạn cùng khóa 19 của tôi từ bộ chỉ huy lữ đoàn vần vũ trên trực thăng bay ngang Charlie, ngó cảnh hoang tàn đổ nát đang âm ỉ cháy để chào anh Năm lần cuối và tìm cách bốc các binh sĩ lạc lõng sau trận đánh Hải Hùng ngày hôm trước.